Hello cả nhà ơi, thì hôm nay mình đến cái khu nông trại của nhà mình thì mình thấy cái cảnh rất là an bình và có cảnh núi nè cả nhà. Và những cái con chim én nó cũng bay lững lờ và những con bò nó đang gặm cỏ thong dong và over there a lot of cow. Là nhiều con bò cả nhà. Đó, thì mình thấy cảnh rất là thanh bình cho nên mình muốn chia sẻ với mọi người để đem lại cái niềm vui và hạnh phúc cho cả gia đình mình. Thấy được cái cảnh bình yên, lặng lẽ của miền quê nước Úc nha cả nhà. Đây, rất là tuyệt vời. Mình có thể ngồi xuống đây mình thư giãn cả nhà. Cảnh đẹp quá. Nhiều khi mình đẹp và mình xúc động, mình không nói nên lời luôn cả nhà. Darling, can you just peel over there a little bit, please? Ông xã mình làm caramel lên nha cả nhà. Những con bò over there, the cow come in slowly. Mấy con bò của người hàng xóm mình cũng đi tới đang dòm mình. Hello, những cái chú bò dễ thương ơi, muốn nói gì đây? Ở đây mà cảnh đẹp quá, mình có thể mình ngủ một giấc luôn cả nhà. Nó bình lặng, nhiều khi Tiên với anh Ben là đem cái chiếc xe nhà kéo tự động tới đây nè cả nhà, mình cắm trại rồi là mình nướng thịt ăn, mình có khi Tiên nấu canh chua nữa nha cả nhà, tại Tiên là đây thích là ăn canh chua, những cái món ăn dân dã Việt Nam. Còn Ben thì thích ăn thịt nướng thì mình làm hai món, một món canh chua và thịt nướng. Xin lỗi với chiếc xe hơi. Cuộc đời trong trắng. Trời ơi, đang hát con bò nó khen. When I sing in the cow maybe like it. Dầm mưa dài nắng mà em biết yêu trăng đẹp ngày rằm. Cái gì nữa đây? Chị đang hát mà nói cái gì? Thích nghe phải không? Thích thì lại đây. Thôi giờ để hát nha, để chị hát nha, không có ồn ào. Theo năm tháng hoài mong thư gửi đi mấy lần, đời hồi ấm chưa thấy, anh ơi nhớ rằng đây còn có em. Những lời chan chứa còn hơn gió hơn mưa, mọi cơn đời hồi ấm thêm quá đành lẻ bóng, nhớ thương anh ngập lòng. Hát cho cả nhà vui thôi. Thì cả nhà ơi, mình rất là vui khi được tới cái nông trại mình, chỉ ngồi xuống những cái thảm cỏ để mà thư giãn thì rất là hạnh phúc. Xung quanh đây không có một bóng người, toàn là chim chóc và những con bò nó kêu. Nó kêu cái gì mình không hiểu, nó kêu ẩm bò cái nha. What do you want me to do now? Okay. Hello, how are you? What do you want to say? Hình như là mấy cái. You want to sing? Okay. Mấy con bò thấy ghét hết sức vậy cả nhà. Nó thấy mình tới, nó cũng tới là nó nhìn mình đang làm gì. Tới ke thôi mà, có gì đâu con. Tại nó cũng biết mặt mình đó cả nhà. Mỗi lần mình tới mình thăm nông trại mình thì nó hay ra nó đứng nó dòm. Là mình tới nó đứng nó dòm tiếp. Cảnh đẹp quá. What do you think about the view, darling? Ah, beautiful, darling. Amazing. Looks incredible. Ông xã, very patient. Thank you so much for your patience, darling. Oh, that's all right, my love. I love you so much. Ah, good. Love you too.
Ông xã mình đó, mình kêu gì thì ảnh cũng chiều mình, thì mình kêu đúng thôi cả nhà. Tại nó mình thích cảnh đẹp thì mình muốn quay phim thì ảnh quay cho mình thôi. Cho nên rất là vui cả nhà. Wow, tuyệt vời quá. Ok, bây giờ chị cũng chuẩn bị về rồi nha. Thì cả nhà ơi, Tiên ơi rất là cảm ơn cả nhà đã từng ủng hộ kênh của Tiên TV nha. Nếu mà Tiên có chia sẻ hay là ca sai lời hay là có những cái gì sơ sót thì mong cả nhà mình niệm tình tha thứ nha. Và góp ý chia sẻ để Tiên có nhiều động lực làm tiếp theo cho cả nhà xem. Thì những ai từng ủng hộ Tiên, như Tiên đã nói mấy lần video trước, Tiên lúc nào cũng âm thầm ủng hộ lại cho cả nhà. Tiên sẽ làm được cứ để coi Ben coi một cái, Tiên coi một cái, chia sẻ với nhau một coi để ủng hộ mọi người lại. Thì cả nhà ơi, video đến đây cũng đã khá dài rồi. Tiên xin dừng lại và hẹn lần sau. Chúc cả nhà có một ngày mới an lành, hạnh phúc, nhiều sức khỏe. Và cho Tiên một cái đăng ký kênh, like, share, subscribe để Tiên có nhiều động lực làm thêm cho cả nhà xem nha. Và hẹn gặp lại. Cả nhà ơi, thì hôm nay là cũng sắp hết mùa đông rồi cả nhà, cũng còn mười mấy ngày nữa thì cái khí trời nó bắt đầu nó dịu lại, nó không còn nặng như là cái vào giữa mùa đông. Sắp tới thì có những mùa hoa anh đào đã vừa hé nở từ từ rồi, thì khi nào mà tới mùa xuân á, có những cái hoa anh đào có đủ màu hết cả nhà sẽ review cho cả nhà xem. Và xuân tới được hẹn, mùa hè đã nói tiếp thì có những khu nông trại trái cây như táo, trái cherry, nho hay là bơm lê á cả nhà. Mình sẽ tới nông trại đó và mình review cho mọi người xem. Thì hãy đợi Tiên nha. Cả nhà ơi, mình nói chuyện mà mấy con bò nó cứ kêu hoài, có làm phiền cả nhà thì thông cảm giùm Tiên nha. Cả nhà ơi, rất là vui mỗi ngày được trò chuyện và tâm sự với cả nhà, đó là điều hạnh phúc của Tiên. Mong cả nhà lúc nào cũng ủng hộ Tiên nha. Cảnh đẹp quá không cả nhà? Darling, you look over there. The mountain beautiful. Like the dragon lie down on the hill. The sky so clear even in the winter time. I love it. What do you think? Beautiful, amazing place, Bruthen. Very beautiful valley. Yeah. Lots of fresh air, lots of cows. Beautiful landscape like we got now. Yes. So yeah, lovely. Wow. I feel I can lie down and sleep here. Thank you cả nhà nha.